và cũng trong buổi lễ trưởng thành cho 40 học sinh lớp 12 màu. Thế thì cô Hoa thay mặt cho các bậc phụ huynh hôm nay không đến dự được, cô Hoa xin gửi đến cô Lương, cô Hòa, cô Tính, các thầy cô đã cùng đồng hành với cô chủ nhiệm, cùng đồng hành với các bậc phụ huynh trong một cái chặng đường dài để có những kết quả hôm nay, và các trò 26 đã trưởng thành và đúng không biết nói gì hơn trong cái buổi lễ trưởng thành của em.